em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh, chào, chào quý khán giả. Dạ em là Nguyễn Thanh Hùng, năm nay em 31 tuổi. À, em lớn lên ở Kiên Giang, hiện tại em làm việc ở Hóc Môn. Em là nhân viên công ty của Orion. Em sao nè, em nói coi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phi Hoàng Ly, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là thư ký cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Tuấn ạ. Dạ em đang làm thành phố, hiện tại thì cái trụ sở chính của bên công ty em thì hiện tại đang ở Nhà Bè. Nó cũng hơi xa chút xíu nhưng không sao. Mình bên đàn gái có ưu điểm khuyết điểm gì vậy? Thực sự là ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, em rất là tự tin vào cái khả năng mà mình có thể giao tiếp với mọi người. Tại vì cái môi trường công việc của em tiếp xúc với khách hàng khá là nhiều. Thật chất ra em còn một tí gọi là nhây với lầy lầy. Nhây với lầy đúng không? Dạ, thiếu điểm lớn nhất của em đó là não cá vàng. Rất là dễ quên đó chị. Có nghĩa là đôi lúc mình đang nói là cái chuyện này mình phải làm buổi chiều mà cái đó buổi trưa mình vẫn nhớ. Xong tới buổi chiều gần nửa tiếng nữa sau cái ủa mình đang làm cái gì ta, mình muốn làm cái gì, cứ em cứ đi vòng vòng cái đúng ngay cái vị trí mà muốn làm đó. Cái nghĩ à mình muốn làm cái này. Lúc đó nghĩa là dạ đúng rồi, có nghĩa là em phải đi một vòng đúng cái vị trí lúc đầu mà em muốn làm cái công việc đó thì em bắt đầu em mới nhớ lại cái công việc đó mình cần phải làm buổi chiều. Vậy em có tật xấu gì không? Dạ có, nói chung là em cũng hơi giờ dễ thung. Một phần nữa là em cũng hay lề mề. Tại vì nãy giờ biết nghe cái mùi bánh nó cứ phả lên trong mũi thơm quá Linh ơi. Mà cái tôi không biết là bánh gì luôn á Linh. Để ngồi tay qua mời đàn trai ăn đi rồi đàn trai cho ý kiến. Không thôi. Linh ơi ngộ lắm Linh. Tôi hình dáng cũng không giống ai mà gọi là gì đó, nguyên vật liệu tôi cũng không biết là cái gì luôn á Linh ơi. Để ngồi tôi thử tôi sẽ biết bánh gì cho bên coi. Rồi còn bên đàn trai thì sao? Dạ điểm mạnh của em á là em biết ra nấu ăn, không gia trưởng, hài hước, quan tâm em út và thiếu nhi. Điểm yếu của em á là em hay quên lắm. Rồi bên kia cũng hay quên, bên đây cũng quên nữa. Dạ. Rồi có cái đến với nhau rồi sanh con cái nào mà lọt con mà quên ở đâu á, ở trong nhà mà không biết nó để ở phòng nào luôn không trời. Dạ thì bởi em mỗi lần em muốn làm gì phải ghi vô tờ giấy á, mà đôi khi cái tờ giấy em quên ở đâu luôn không biết luôn. Rồi xong luôn, coi như xong hàng luôn. Dạ. Em thích làm thơ nghiêm túc có, mà làm thơ mà lầy lầy cũng có luôn. Làm thử coi. Cuộc đời giờ dở ngương, việc làm không hết, yêu đương cái gì. Đúng rồi. Dạ. Phải làm việc trước mới yêu đúng không? Dạ nhưng mà mình nói ra mình suy nghĩ lại và không được, mình đang ế mà. Bây giờ phải làm thơ là yêu đương lại. Rồi sao? Em xin phép em tả người phụ nữ nha. Ừ. Con gái là đẹp vì mái tóc và con mắt. Cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn hay tóc dài ạ? Dạ, dưa thì em làm tóc dưa đúng không? Dạ. Nếu mà không có tóc thì làm được không? Nếu mà không có tóc thì làm được không? Dạ chưa nghĩ ra. Tóc em chấm ngang bờ vai, mắt đen lấp lánh long lanh mỹ miều, thầm thương chợt nhớ trộm yêu, ước mong mỗi buổi sớm chiều có em. Hay quá. Có nghĩa là anh đó anh cũng ghê thiệt, cái chưa gì anh đã thả thính rồi đó. Trời. Thì nãy giờ em thấy bạn anh bên kia cũng thả thính quá trời luôn. Nhưng mà do em cũng không có tài gì, em chỉ có là sở thích làm bánh. Nhưng mà những cái món bánh mà ít người biết tới à. Ví dụ giống như đây là món bánh bông mít. Ừ, dạ. Bánh này em làm bằng nguyên liệu gì? Có nghĩa là nguyên liệu chủ yếu của em là em sẽ làm bằng mít. Em sẽ lấy cái ruột với vỏ mít làm cái vỏ bánh bao. Trời, em sẽ băm vậy? Em trộn lại xong với nấm mèo, em đem gia vị, rồi hành ớt, hủy tiêu. Bánh bao mít Linh ơi. Con nghe biếu đàn trai ăn thử coi rồi nói chuyện sao được không? Chị hỏi này, nhưng cái bánh này em chế tạo gì nhưng mà em có ăn không? Em cũng có ăn thử qua bạn em cũng mới ăn thử xong. Vậy hả? Hỏi vậy cho chắc ăn nữa, hồi bị ông Linh ông sẽ ăn đầu tiên. Dạ, dạ. Mà chỉ có cái ông mối đó thôi, mà lỡ mà ông ấy có chuyện gì ông bỏ chị đây. Thật là chị cái này là em cũng lần đầu tiên em làm. Ừ. Dạ. Lần đầu mà em ăn thử cái này chưa? Dạ rồi, có nghĩa là hello. Chào anh. Đàn gái. Trời ngon quá. Bánh bao mít. Chuyển qua đàn trai ăn mùi bánh bao, nhưng mà vẫn nói ủa cái bánh bao gì mà bao nó không hết vậy mà nó cứ he hẻ ra vậy, khó chịu với sợ. Mày giống khổ qua dồn thịt quá vậy. Nè, làm miếng coi. Em được cái em can đảm lắm anh Linh. Em làm đi, coi như có gì em chịu trước nha. Rung quá là múc lộn cái muỗng luôn không. Nè làm thử đi, làm nguyên cái này luôn, nguyên cái luôn. Ăn mà người ta mang tới đây để tặng em mà. Đúng rồi. Sao nè, cho ý kiến đi. Công dung ngôn hạnh tề gia nữa. Phải ăn hết dĩa mới biết ý kiến. Hay sao? Dạ ngon. Ngon không? Dạ ngon. Có cái vị thế nào? Dạ ngọt ngọt, mặn mặn. Đúng rồi, đầu óc sáng tạo. Cái này tôi cất để tối tôi ăn tiếp. Ủa, nên lấy luôn hả? Lấy luôn thôi, ăn trời luôn đi ơi. Cái gì đưa qua đàn trai là không có trở về được. Nói nghe nè chị hỏi nè, bây giờ cái chuyện tình duyên của em sao rồi?
tính ra thì em có được một mối tình chính thức rồi. Chính thức được bao nhiêu năm? À, dạ được 4 tháng rồi. Trời mấy... ơi, có 4 dạ. tháng rồi hả? Em thứ nhất là do bạn đó bằng tuổi với em. Em cảm thấy giống như là em gây áp lực cho bạn vậy. Em chững chạc hơn. Thì sau đó thì hai đứa em cũng chia tay nhau. Tức là họ chưa toàn tâm toàn ý với em. Thôi 4 tháng chưa phải là yêu sâu đậm đâu. Em nghe lý lịch tình yêu của đàn trai nè. Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình. Dạ mối tình thời cái tuổi chưa có mạng xã hội. Dạ là năm 21 tuổi. Thì em đang quen cái cô này trong cái thời gian là cô đang cô đơn. Chấp nhận yêu. Yêu xong rồi cái thì bởi không có Zalo Facebook á, cho nên em không có chỉ nhắn tin thôi. Thì một thời gian sau cái cô này cũng có nhắn tin là thôi mình dừng ở đây. Đến năm 26 tuổi em bắt đầu mối tình thứ hai. Thì cái mối tình này là ở trong giáo xứ em luôn. Muốn đến hôn nhân thì lúc đó em chưa sẵn sàng bởi vì em còn mới đứa em còn đi học. Cho nên là em cũng nói là em chưa có sẵn sàng và chưa có đủ kinh tế. Thế là người ta không có đợi em được. Trời ơi, tội nghiệp không? Nhưng mà bây giờ Vân hỏi là bên kia đã sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân chưa? Kinh tế thì em xin chia sẻ thật luôn là gia đình em vừa cưới thằng em trai và vừa được sự giúp đỡ của gia đình thì nhà em cũng có một miếng đất rồi. Thì hiện giờ chỉ muốn có một người để xây một cái máy ấm. Trời ơi, ngon lành. Bây giờ tôi muốn biết đàn gái cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em cũng đơn giản lắm chị. Tại vì do em có chiều cao cũng khá là cao, em tới 1m65 rồi. Thì em mong muốn bạn trai của em là khoảng từ 1m75 hay là 1m8 hoặc là trời, thấp nhất cũng phải là 1m7. 1m7 đổ lên. Dạ, 1m7 đổ lên. Quan niệm của em là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ, tốt nước sơn, gỗ có tốt không mấy ơi? Gỗ cẩm lai. Cẩm lai, ok. Cẩm xe, bỏ đỏ rồi đó. À, em nhìn em cảm thấy thiện cảm thôi. Thiện cảm dạ, thôi. Đúng rồi ạ. Anh nói em gái nghe, bây giờ em đưa ra những vấn đề đó, anh thấy đàn trai là rất là ok luôn. Dạ. Mai thấy hợp rồi đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Hiền lành. Tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè, anh này cũng 7 mấy đổ lên rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng. Em cũng biết trên biết dưới. Em cũng muốn người của bạn em là hiền lành, hiếu thảo với là ba mẹ. Rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. Và hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm. Nên là em không thích cái tính so sánh. Bé hôm nay bé đi với ai ạ? Dạ, hôm nay thì em đi với lại ban giám đốc công ty. Và em với lại người bạn thân với lại các đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh. Xin chào các anh chị trong phòng phòng. Tôi đại diện ban giám đốc đi theo những người thân của em. Ở trong công ty Ly là cái vị trí là thư ký của tổng giám đốc. Làm việc rất là nhiệt tình, năng nổ và có chuyên môn. Chính cái tính hay quên mà Ly nói á, có những buổi là phải ở lại làm tới 6-7 giờ tối mới về để cho xong cái công việc đó là cái trách nhiệm. Em trai bên này thì tôi thấy em cũng rất là chững chạc, cũng có cái công ăn việc làm ổn định. Với lại các cái tiêu chuẩn của Lý đưa ra thì như anh thấy là cũng là tương đối là cũng được 80% rồi đó. Thì nếu có điều kiện thì hai em cũng nên cho cơ hội nhau để đến với nhau. Xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Đó là em trai đi với ai? Dạ, đi mẹ em và em dâu của em. Chào cô. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Mình là mẹ của cháu Hồng. Không phải nói chứ thật sự cháu Hồng là rất là hiếu thảo, là con trai trưởng, rất biết lo lắng. Cô thấy con gái bên này là cười có duyên, rồi má lúng đồng tiền nữa. Rồi con nói là con hay quên, Hồng cũng hay quên. Yên tâm, nếu muốn gì cứ nói cô sẽ nhớ, cô nhắc cho hai con. Rồi còn con thích làm bánh vậy, cô cũng rất thích ăn bánh. Mà nhà cô toàn con trai không à. Thế là cô cũng thích con ở cái điểm con biết làm bánh. Rồi điểm thứ ba nữa là con nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đúng với quan điểm của cô luôn. Cô nói thật, không phải bây giờ hai con ngồi với nhau đây mà mới thấy nhau bảo hợp hay là không hợp. Cái đấy không đúng, mình cứ tìm hiểu nhau. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nói thật với chị Hồng Vân với Quyền Linh vậy. Rồi còn đến với nhau hay không là quyết định của hai con. Còn nếu hai con đồng ý, má ok. Má quá. Má ok liền. Quyết quá, quyết liệt. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Đó, không gian này là của hai em đó. Bắt đầu đi Hùng. Dạ, anh có món quà tặng cho em. Cao quá cao rồi, đó, cao lắm. Em thấy anh có đúng với lại cái hình em suy nghĩ không?
Dạ thì anh em nhìn thấy cũng giống với những cái gì, những cái tiêu chí đặt ra với lại cái hình mẫu ra ngoài. Em quan trọng về cái tính cách hơn, tại vì mình sống với cái tính cách chứ mình không có sống với sắc đẹp được nữa. Nhưng mà em biết sao không, chị nói về tướng, về nhân tướng đó em, cái lỗ tai đó tốt lắm đó em ơi, giàu lắm đó cưng. Em nghĩ là sơn đang đi chóc chóc rồi á. Nhưng mà gỗ thì vẫn còn tốt ạ. Đi sơn lại thôi có gì đâu. Dạ thì em cũng tính đập đi xây lại rồi chứ. Mà mẹ em kêu là thôi, trong cuộc đời thì cái gì quan trọng trước mình làm trước. Thì em nghe lời mẹ em thì mình ưu tiên cái chuyện quan trọng của em mình. Và hai nữa là cái này em chưa chia sẻ. Thì nhưng mà em cũng hy vọng là gặp cái người bạn là không có quan trọng quá về bên ngoài. Cho nên mình tiết kiệm một mớ để mình làm sau này cái chuyện đại sự. Em hỏi thử đi, nói giờ anh nhìn em vậy nè, anh xuất khẩu thành bài thơ tặng riêng cho em được không? Thật sự là nếu mà không biết là anh có cảm hứng hay không, nhưng mà anh nhìn em như vậy anh có thể làm được bài thơ tả cho em được hay không? Nãy anh làm thơ rồi, bây giờ anh xin phép hát ha. Dạ, một câu ngắn thôi. Anh chưa từng nói say yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều, yêu em không cần lý do. Anh cũng không có trọng hình thức, quan trọng là cái tính tình. Thì trước mắt thì anh thấy em cũng xinh, nhưng mà anh tả là có nước đồng tiền, nói chuyện cũng có duyên. Và anh cũng thích giọng của con gái miền Tây đó, miền Nam, nghe rất là hay. Chỉ có chửi là không hay thôi ạ. Thật sự đó là bản tính, mà gọi là bản tính nóng cho mỗi người mình đều có, không những riêng phụ nữ và đã đàn ông đều có. Thì quan trọng là mình có kiềm lại cái bản tính nóng đó hay không thôi. Nhưng mà đôi lúc thật sự trong cuộc sống mình cũng sẽ có nóng, chứ không ai mà cứ bình bình thản thản được hết. Anh theo đạo đúng theo không? Đạo. Em là theo đạo Phật. Thì lúc mà phỏng vấn casting á, thì chị biên tập có hỏi em á là vậy thì cái anh đó theo về đạo Chúa được không? Em nói là đạo nào thì cũng là đạo, mỗi đạo đều có một cái đức tính riêng. Em có thể theo bên gia đình chồng học về giáo lý, em không quan trọng về vấn đề đó. Tốt. Hay quá. Tức là đó. Dạ. Trước mắt thì một tuần anh sẽ ghé em một lần. Còn nếu trường hợp như tại vì anh dạy giáo lý về thiếu nhi á, thì nhiều khi nó họp nó quá trưa thì có thể anh sẽ không đi được. Nếu em không ngại thì anh rước lên nhà em chơi. Anh chơi. Là rước về nhà ở quê đúng không ạ? Không, ở trên đây. Nhà ở trên đây. Thì có phải chi mà xuất khẩu được bài thơ là hay quá ha. Đúng rồi, nếu xuất khẩu được bài thơ là hay. Không, thầy thì làm thử coi. Dạ, để em suy nghĩ tại vì nên bộ đồ xuất. Hôm nay gặp cô làm bích, thấy cô cười khúc khích, trái tim tôi nhúc nhích. Hai đứa mình cố gắng tạo thành tích để có nguyên một bầy con nít. Hay quá. Trời ơi. Anh Linh giỏi hơn em luôn. Thí dụ vậy đó, coi như em mượn cái bài thơ của anh Linh để dạ không, em thích cái gì là của riêng em ạ. Thu qua đông cung sắp tàn, trời đất chào đón một mùa xuân sang. Ngóng trông ngày hạ nắng vàng, ngày dài tháng rộng, có nàng có ta. Trời ơi. Chứ tôi muốn cái nút bấm đó phải đến từ trái tim của mỗi người, và phải có trách nhiệm với cái nút bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm. Hãy nắm tay nhau nào. Và hãy xin phép một nụ hôn đầu tiên. Sao anh vẫn còn run quá? Run lắm rồi. Tại vì mấy năm nay chưa có nắm tay người con gái nào hết á. Từ 26 tuổi chị Văn. Hồi tim hồi hộp không? Hai dạ, người còn bây giờ nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Dạ cho con xin phép, xin phép má. Đầu tiên là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để đến đó xem phim. Vinacacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vinacacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong,
chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nắm tay đi đó, hai đứa chiều nhau đi.